Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, mùng 9 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chương trình Xuân Trường Sa thể hiện tình cảm ấm áp, sự quan tâm, lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân với quân dân Trường Sa. Trung Quốc bắt đầu triển khai không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trên hàng hóa nhập khẩu. Đây được xem là cơ hội vàng để nông sản Việt Nam thuận lợi hơn vào thị trường tỷ dân này. Thời điểm này, làng quất Tứ Liên, làng quất cảnh lớn nhất Hà Nội đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng đưa quất Tết ra thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Tối ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Trường Sa lần thứ 11 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức. Chương trình Xuân Trường Sa năm nay giới thiệu các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm ấm áp, sự quan tâm, lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân với quân dân Trường Sa thân yêu. Chương trình là nguồn động viên thiết thực cho những người lính vững tâm cầm chắc tay súng, những ngư dân yên lòng bám biển, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về những hy sinh, cống hiến của quân và dân trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhằm nâng cao nhận thức về phát triển thương hiệu quốc gia, Thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên dưới góc nhìn thực tế vừa được ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua tác phẩm này, tác giả mong muốn khơi gợi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu. Nhân dịp ra mắt sách, hai buổi tọa đàm được tổ chức với chủ đề biến di sản thành tài sản để xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam và tận dụng lợi thế con hổ đang lên của châu Á để xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022 vừa qua, tổng vốn đầu tư thu hút gồm cả cấp mới và điều chỉnh vào đây là gần 550 triệu đô la Mỹ, đạt gần 110% kế hoạch. Tình hình thu hút đầu tư năm 2022 được cho là khả quan hơn kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón khách quốc tế. Có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu tại các khu công nghiệp, kích thích các dự án bất động sản đón làn sóng thu hút vốn bởi Việt Nam có thế mạnh là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn, góp phần giúp các nhà đầu tư nước ngoài đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Năm nay, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút vào những ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng công nghiệp, công nghệ cao và kinh tế số, nhất là ngành cơ khí theo hướng tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay điện tử thông tin, phần mềm, vi mạch và robot. Thời điểm dịp Tết cận kề, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân lại tăng cao, cũng tỷ lệ thuận với số lượng đơn hàng được giao nhận. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm này, các doanh nghiệp giao vận đã sớm lên phương án, chuẩn bị kế hoạch từ trước để đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng đầy đủ và đúng thời hạn. Doanh nghiệp này có hai trung tâm phân loại hàng hóa tự động ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm cận Tết, số lượng đơn hàng tăng cao nhưng doanh nghiệp vẫn có thể đảm bảo hiệu suất công việc. Camera gắn trên các hệ thống này có thể xác định được mã vạch của các đơn hàng, qua đó biết được đơn hàng thuộc về địa chỉ nào và chia về các băng truyền tương ứng. Và một hệ thống có thể xử lý được khoảng 20.000 đơn hàng mỗi giờ, tức là gấp nhiều lần so với cách chia chọn thủ công và tỷ lệ sai sót thì gần như bằng không. Việc gia tăng áp lực lên hệ thống kho vận và logistics trong dịp cao điểm là một điều tất yếu. Chúng tôi còn đầu tư bài bản vào công nghệ tự động hóa và cơ sở dữ liệu, cụ thể là công nghệ AI giúp tối ưu hóa hoạt động xử lý đơn hàng, chia chọn hàng hóa và thiết kế tuyến đường giao nhận và phân bố nguồn lực. Bên cạnh đó, để tránh quá tải và đảm bảo tiến độ giao hàng, các doanh nghiệp giao vận cũng lên phương án bổ sung, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng nhu cầu dịp cận Tết.
cái thời điểm Tết này thì dự đoán là có thể tăng trưởng cỡ tầm 200-300% so với cái thời điểm thấp điểm. Thì thông thường thì đến tầm từ đầu tháng 12 là team đã bắt đầu phải tìm cách là triển khai để có thể tìm được khá là nhiều cái tài xế, đồng thời việc là tiếp tục là triển khai các hoạt động để giữ chân các tài xế cũ để làm sao mà họ có thể chạy và giao hàng cho khách hàng cho đến tận những cái ngày sát Tết cuối cùng. Năm nay thì hai cái Tết, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch nó khá là sát nhau. Các cái khoản thưởng, lương thưởng thì cũng sẽ về tương đối sớm và vì vậy thì cái khả năng tài chính của các hộ gia đình thì hiện nay thì vẫn có cái khả năng chi tiêu rất là cao. Vì vậy dự kiến là quý 1 của năm 2023 thì cái mức chi tiêu cho thương mại điện tử cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023. Các chuyên gia ước tính thị trường hàng hóa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 10 đến 15% so với năm trước. Không chỉ là nới lỏng quy định về hàng không, Trung Quốc cũng đã dần dỡ bỏ nhiều quy định kiểm dịch với hàng hóa, trong đó đáng chú ý nhất là không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trên hàng hóa nhập khẩu. Đây được xem là cơ hội vàng để nông sản Việt Nam thuận lợi hơn vào thị trường tỷ dân này. Đây là lô thủy sản xuất khẩu đi Trung Quốc. Trước ngày 8 tháng 1 năm 2023, qua việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng, các nhà máy còn phải khử trùng kỹ lưỡng từng lô hàng. Nó vừa mất thời gian và làm gia tăng chi phí. Do đó, các nhà máy rất phấn khởi khi Trung Quốc dỡ bỏ quy định này. Khi mà người ta ngưng cái đó là thương nhân Trung Quốc, người ta qua Việt Nam và Việt Nam qua Trung Quốc, nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ kết nối hơn và nó tạo ra nhiều cái hợp đồng hơn. Tín hiệu này nó sẽ làm cho hàng hóa chúng ta là có thể xuất mạnh hơn. Vì Trung Quốc là một cái thị trường mà có thể nói là mua hàng của Việt Nam những cái sản phẩm du lịch. Việc Trung Quốc dỡ bỏ quy định test COVID tạo điều kiện thông quan thuận lợi chính là cơ hội vàng để hàng hóa nước ta dễ dàng đi vào thị trường này. Và ngay trong những ngày đầu năm mới, nhiều đơn hàng xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc đã được triển khai. Theo cái kế hoạch xuất nhập hàng của các khách hàng truyền thống của chúng tôi thì dự kiến sẽ vào khoảng 170-180 công hàng cho cái dịp phục vụ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch sắp tới. Thiết kế những cái chương trình hành động cụ thể từ cái khâu đầu đến khâu cuối và đồng thời là sẽ thiết lập một cái không gian quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam tại Sơn Đông là cái phía bắc của Trung Quốc, nơi mà rất thiếu các cái hàng nông sản, lương thực thực phẩm của chúng ta xuất khẩu sang. Trung Quốc có khoảng 1 tỷ 400 triệu dân, mỗi năm nhập khẩu gần 10 tỷ đô la Mỹ nông sản từ Việt Nam. Với khoảng cách địa lý gần, người tiêu dùng rất quen thuộc với hàng hóa nước ta. Đặc biệt cái động thái mở cửa tích cực nói trên, nhiều khả năng xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường tỷ dân này sẽ bùng nổ trong năm 2023. Bấp bênh luôn là cụm từ được nhắc đến thường xuyên mỗi khi nói về đầu ra ở vùng nuôi tôm hùm. Những gì xảy ra trên thị trường tôm hùm dịp Tết này là bất thường so với những Tết trước. Nhưng nếu nhìn lại tổng thể thị trường tôm hùm thời gian qua thì đây lại là chuyện thường xảy ra. Trong số 2.500 tấn tôm hùm mỗi năm đưa ra thị trường thì có đến 80% xuất bán sang thị trường Trung Quốc theo tiểu ngạch nên thường xuyên đối mặt với rủi ro. Đặc biệt gần đây, phía Trung Quốc càng ngày càng siết chặt xuất khẩu tiểu ngạch, thay vào đó là đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Đây chính là những thách thức mới đối với thị trường tiêu thụ tôm hùm. Sau dịch COVID-19, bức tranh thị trường nông sản đã thay đổi rất nhiều cả về nhu cầu tiêu dùng, về mức tiêu thụ, cũng như cách thức đưa nông sản đến tay người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất buộc phải thay đổi mới tránh được rủi ro thị trường. Đối với vùng nuôi tôm hùm, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những người nuôi tôm hùm thích ứng được những thay đổi mới trên thị trường? Vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ, nhất là hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, rất có nhiều lợi thế để nuôi tôm hùm. Thế nhưng, cho đến lúc này, nghề nuôi tôm hùm vẫn là theo kiểu tự phát. Quy hoạch vùng nuôi bị phá vỡ, kéo theo hai khó khăn lớn mà người nuôi tôm hùm phải đối mặt. Một là rủi ro dịch bệnh và hai là bấp bênh đầu ra bởi chưa đáp ứng các yêu cầu để xuất khẩu chính ngạch tôm hùm. Vậy là người nuôi lệ thuộc vào những người mua gom. Những người mua gom thì lệ thuộc vào các doanh nghiệp xuất khẩu. Còn các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm theo tiểu ngạch thì thường xuyên bị đồng. Lo lắng về khó khăn nhất của bà con là vấn đề dễ kể. Thì lúc thị trường mà nhu cầu keo thì dễ keo, mà thị trường nhu cầu thấp thì dễ thấp nên là bà con rất là khó khăn. Sau đại dịch COVID-19, sức tiêu thụ tôm hùm giảm mạnh. Cùng với đó là những quy định mới từ thị trường Trung Quốc. Điều này đòi hỏi người nuôi tôm hùm không thể giữ cách nuôi như lâu nay mà phải thay đổi để thích ứng thị trường. Những thay đổi cái cách sản xuất của mình trong cái nuôi tôm hùm để chúng ta tiếp cận theo cái chiều hướng gọi là chuyên nghiệp hơn, phải biết được cái sức mạnh của cái việc hợp tác sản xuất với nhau. Tức là ở đây người nông dân phải biết tự nguyện
đi vào cái kinh tế hợp tác, chúng ta mới có được cái sức mạnh này. Và phải biết cái kết hợp cùng với chính quyền địa phương, chúng ta nuôi cái đối tượng nuôi của mình ở trong cái vùng quy hoạch và được địa phương biết, được địa phương quản lý, thì sau khi mà mình xuất ra, mình được truy xuất cái nguồn gốc xuất xứ của mình một cách rõ ràng, thì lúc đó cái con tôm nuôi của mình mới xuất khẩu đi được. Bản thân những người nuôi tôm hùm không thể tự giải quyết vướng mắc thị trường. Hiện tại, một số địa phương bước đầu thành lập các tổ hợp tác nuôi tôm hùm, dần hình thành chuỗi liên kết từ vùng nuôi ra thị trường. Nhưng những thay đổi như vậy mới chỉ dừng lại ở một vài mô hình. Nếu không thay đổi từ chính vùng nuôi tôm hùm, thì sẽ vẫn còn đó những bấp bênh kéo dài trên thị trường loài thủy sản vốn rất có giá trị này. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang điện tử trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Kinh tế Việt Nam nỗ lực vượt khó là bài viết được đăng tải trên báo điện tử VTV, bài viết tổng hợp nội dung của nhiều trang báo quốc tế và quan điểm của các chuyên gia kinh tế. Tờ Bloomberg nhận định Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á với nền kinh tế khởi sắc. Bên cạnh đó, ông Brian Lee Sanjong, nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô, ngân hàng đầu tư Maybank Singapore cũng dự đoán tăng trưởng của nhóm ASEAN 5, trong đó có Việt Nam chậm lại nhưng vẫn tương đối ổn định ở mức 4,7% vào năm 2023. Báo Nikkei đánh giá tăng trưởng tiêu dùng cá nhân sẽ hỗ trợ tăng trưởng ở Việt Nam trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, Nikkei cũng chỉ rõ chính phủ Việt Nam đang trở nên cảnh giác hơn với lạm phát. Trang Nikkei Asia bản tiếng Anh đã đăng bài phân tích về tiềm năng gió của Việt Nam, theo đó cho rằng điện gió ngoài khơi của Việt Nam đang thu hút đầu tư nước ngoài. Theo bài báo, các công ty Nhật Bản và châu Âu đang có những bước tiến lớn trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Việt Nam nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo của quốc gia Đông Nam Á này. Trong hội nghị COP26 tổ chức tại Glasgow, Anh năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố mục tiêu đạt phát thải ròng vào năm 2050. Trong trung và dài hạn, Việt Nam phải đảm bảo nguồn năng lượng thay thế than đá, vốn chiếm khoảng 50% cơ cấu năng lượng quốc gia. Theo tờ The Star của Malaysia, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phục vụ khoảng 8 triệu du khách nước ngoài và sẽ thu về 27,5 tỷ đô la Mỹ từ ngành công nghiệp không khói này. Tổng cục Du lịch cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, ngành sẽ triển khai chiến lược quảng bá du lịch Việt Nam trong năm 2030 với việc ứng dụng công nghệ 4.0, phát triển du lịch thông minh, phát triển du lịch cộng đồng. Trang China News đưa tin tại bến xe Lãng Đông, Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, một số du khách Trung Quốc đã có mặt từ sớm, hào hức được đi chuyến xe đầu tiên từ Nam Ninh sang Hà Nội. Lái xe và hành khách đều bày tỏ vui mừng và cho rằng việc khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Hà Khẩu Trung Quốc, Lào Cai, Việt Nam và tuyến xe vận tải hành khách liên vận quốc tế Quảng Tây, Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương du lịch quốc tế giữa hai bên. Trong phần tiếp theo của bản tin, Bộ Y tế đang xây dựng thông tư đưa COVID-19 trở thành một bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thời điểm này, làng quất Tứ Liên, làng quất cảnh lớn nhất Hà Nội đang tất bật, hoàn thành những công đoạn cuối cùng đưa quất Tết ra thị trường. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Bộ Y tế đang xây dựng thông tư đưa COVID-19 trở thành một bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là vấn đề thế giới cũng rất quan tâm khi COVID-19 xảy ra kéo theo nhiều triệu chứng liên quan như sốt, ho và mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động. Với việc bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, thì bệnh COVID-19 sẽ được coi là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 2, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Tết. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, do sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân vào dịp Tết, nên nguy cơ bùng phát lây nhiễm COVID-19 cũng như xuất hiện các biến thể mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Tháng 9 năm ngoái, theo một khảo sát ngẫu nhiên ghi nhận, miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 98,7%. Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ cộng đồng của vaccine sẽ giảm theo thời gian. Ngành y tế kêu gọi người dân thành phố duy trì miễn dịch cộng đồng bằng cách tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung theo đúng quy định.
Việc Trung Quốc mở cửa thực sự là một tín hiệu tích cực với ngành du lịch Việt Nam. Trung Quốc vốn là thị trường chủ lực khi trong các năm gần đây, lượng khách Trung Quốc chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón khách Trung Quốc ngay trong tháng 1. Đây sẽ là tiền đề để Việt Nam đặt mục tiêu đặt ra là thu hút 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023. Nhiều doanh nghiệp lữ hành bày tỏ vui mừng khi có thể sắp đón khách Trung Quốc trở lại. Ưu tiên lớn nhất là đảm bảo công tác phòng dịch, yếu tố đối tác tại Trung Quốc nhấn mạnh. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái sản phẩm để khách lựa chọn và linh hoạt lựa chọn trong những cái chuỗi sản phẩm liên kết tuyến. Đầu tháng 12, nhiều chuyến bay thường lệ Việt Nam-Trung Quốc đã được khôi phục. Nếu đúng kế hoạch, từ ngày 26 tháng 3 tới sẽ đạt trung bình từ 60 đến 70 chuyến đi và đến mỗi ngày. Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh là ba địa phương khách Trung Quốc du lịch nhiều nhất. Tại Vịnh Hạ Long, hiện có 370 tàu tham quan và lưu trú đủ điều kiện hoạt động. Ngoài ra, trên 100 tàu du lịch đang được sửa chữa, nâng cấp, đóng mới, đáp ứng nhu cầu của du khách trong thời gian tới. Các tàu cũng đã có đầy đủ vị trí của các nhân viên, các cái phương án phòng chống dịch. Thế và để phục vụ cho khách thì chúng tôi khẳng định luôn rằng là các vị trí đó khi và có khách là cũng phục vụ rất là đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của khách. Theo nhận định của các doanh nghiệp, giai đoạn đầu mở cửa, lượng khách chưa quá nhiều. Nếu khả quan, nguồn khách sẽ dần ổn định vào cuối quý 1 năm nay. Khách Trung Quốc trước mắt sẽ tập trung vào các cái nhóm khách chất lượng cao và các cái nhóm đi theo cái mô hình nhỏ, lẻ. Ngành du lịch và các địa phương cần bám sát thông tin độ mở của thị trường Trung Quốc để tư vấn giúp các doanh nghiệp có những bước đi đúng, khai thác hiệu quả thị trường này. Vấn đề mở cửa nó phải gắn liền với vấn đề là vấn đề phục vụ cho khách du lịch Trung Quốc như thế nào. Mặc dù chúng ta rất cần, rất muốn, nhưng mà cái an toàn của nhân dân, của đất nước vẫn quan trọng hơn. Và vì vậy, ngành du lịch cũng sẽ có những cái hội nghị để bàn về những vấn đề này. Châu Á sẽ là điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc trong năm 2023. Khắc phục nhược điểm, nắm bắt cơ hội, thúc đẩy hoạt động du lịch quốc tế phục hồi tại những thị trường trọng điểm là con đường hữu hiệu để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, trong bối cảnh dự báo kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm nay. Để tạo sự thuận tiện trong việc di chuyển của du khách, Hà Nội bắt đầu thí điểm cho thuê xe đạp tại 6 quận nội thành từ ngày 20 tháng 1. Mỗi khách hàng được tặng 1 giờ đi xe miễn phí khi tải ứng dụng sử dụng xe. Đơn vị thực hiện dự án đang bắt đầu thi công trạm xe đạp công cộng đầu tiên tại Hà Nội, địa điểm ở số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Hiện có 2 quận bàn giao mặt bằng để lắp trạm, trong đó quận Ba Đình 23 điểm và quận Hoàn Kiếm 11 điểm. Mỗi điểm sẽ được bố trí khoảng 10 xe. Những ngày này, hàng ngàn loài hoa ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu khoe sắc, thu hút đông đảo du khách từ khắp các nơi đổ về ngắm hoa và chụp ảnh. Năm nay, thành phố Sa Đéc tiếp tục tổ chức tuần lễ du lịch gắn với lễ hội Hoa Xuân. Các khu điểm du lịch đầu tư chu đáo để đón khách tham quan với rất nhiều hoa tươi và tiểu cảnh bắt mắt. Ngoài ra, còn có khu ẩm thực giới thiệu đến khách tham quan các loại món ăn làm từ bột gạo Sa Đéc. Cũng giống như nhiều nhà vườn khác trên cả nước, thời điểm này, làng quất Tứ Liên, làng quất cảnh lớn nhất ở Hà Nội, đang tất bật. Bà con trồng quất đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa quất Tết ra thị trường. Tình hình quất cảnh năm nay thế nào? Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam có mặt tại làng quất Tứ Liên sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Dạ vâng, quất Tứ Liên năm nay thì được mùa và được cả giá nữa. Nếu như mà ghé làng Tứ Liên vào thời điểm này thì quý vị sẽ thấy tất bật người mua kẻ bán. Và cả các nhân viên các nhà vườn thì đều cũng đang rất là bận rộn đào các gốc quất cho vào chậu rồi thì chở đi khắp muôn nơi. Theo chia sẻ của các nhà vườn thì năm nay thời tiết thuận lợi, thế nên là chất lượng quất rất là cao. Và cũng như theo quan sát của tôi thì quất cảnh tại các nhà vườn đều quả to, tròn, đều đẹp, lộc lá tươi tốt và đặc biệt là được chăm sóc và uốn tỉa tỉ mỉ, cho nên là có rất là nhiều những thế vô cùng bắt mắt. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào rồi thì nhân công năm nay cũng tăng cao, thế nên là giá quất năm nay cũng cao hơn năm trước khoảng từ 10 đến 15% và giá cả dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng chục triệu đồng một cây quất. Giá cao thế nhưng mà sức mua của khách hàng cũng tăng trở lại sau dịch bệnh. Hiện nay có những nhà vườn đã bán được tới hơn nửa vườn rồi. Như là tại vườn mà tôi đang có mặt thì hơn 1.000 gốc quất nay đã bán được gần 600 gốc rồi.
Người trồng quất thì cả năm chăm bẵm chỉ trông vào một vụ Tết này thôi. Thế nên có thể nói là bà con Tứ Liên đang vô cùng phấn khởi khi mà được mùa được giá. Còn quý vị nếu như mà cũng có ý định mua quất về trưng trong dịp Tết này thì có lẽ cần mua sớm hơn mọi năm một chút đó ạ, để có thể lựa chọn cho mình những cây quất ưng ý. Và trong phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên có thể theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.